Ok, chào anh em quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình cũng rảnh rỗi nên vào cái game Let of Kingdom mình còn đang chơi và cũng hướng dẫn cho anh em những cái mẹo mà chơi game những anh em newbie á, những em mới chơi game này ha. Bây giờ mình thấy nhiều anh em cũng đã quan tâm tới game này rồi. Thì khi mình hướng dẫn thì những cái mẹo này thì những em nào biết rồi thì tham khảo thêm, còn những em nào chưa biết thì hãy xem cái phần hướng dẫn của mình ha. Thì nhiều anh em đã làm khi mà vào game, vừa vào game thì nó sẽ cho mình hai cái nhiệm vụ chính tuyến á. Đó, nó nôm na là nhiệm vụ chính tuyến ha. Thì anh em thường ở kẹt ở cái bước mà úp tướng. Đây, úp tướng đây. Thì cái úp tướng đó là không phải là úp tướng mà không phải là thăng cấp đâu nha anh em. Đâu rồi, không phải là thăng cấp nằm ở dưới này đâu. Mà nó là... Ủa đâu rồi? Cái đây để mình chọn cái thằng quen vũ này đi. Đó, không phải là cái thăng cấp tướng mà như anh em nghĩ đâu, mà nó nằm ở đây nè, thăng cấp là ở dưới đây nè. Khi anh em co farm tướng thì nó có cái kinh nghiệm tăng cấp nè, anh em nhấp vô thì anh em ăn ăn tướng, ăn mấy cái con tướng mà anh em farm được trong map nè. Đó, ăn sao cho cái ống này nó lên 5 năm ống ha. Đó thì nó đây, con này đã 5 ống rồi nè, anh em quen phủ nè, 5 ống rồi nè. Thì sau khi 5 ống thì anh em có thể thăng cấp tướng, đó bỏ con 4 sao ngẫu nhiên cũng được mà thăng cấp kế thừa cũng được. Đó, anh em bỏ vô phải kế thừa không, phải thăng cấp kế thừa, thăng cấp hay là thăng cấp ngẫu nhiên ta, hình như một trong hai à. Đó, anh em cứ bỏ vào và bấm thăng cấp thôi là nó sẽ hoàn thành cho anh em cái nhiệm vụ đó ha. Anh em đọc kỹ, mình cũng không nhớ đó là kế thừa thăng cấp hay là thăng cấp ngẫu nhiên nữa, hình như là kế thừa thì phải. Đó, hình như hai con tướng giống nhau hay là hai con khác nhau rồi đó, anh em đọc kỹ thử coi, mình cũng quên rồi. Đó, đó là cái hướng dẫn cho những anh em mới chơi. Rồi, còn cái mà tiết kiệm vàng. Đó, tiết kiệm vàng thì mình cũng để ý mấy cái event mà giảm vàng á, bây giờ nó thay đổi liên tục anh em ơi. Trước đó thì không nói rồi, trước đó thì một tuần là nó giảm vàng khi úp tướng và úp sao tướng. Đây nó giảm cái vàng nâng cấp nè anh em. Đó, giảm 50% luôn nha, khá là hời ha, với lại thăng cấp nè. Thăng cấp mà ăn ăn mấy con mấy mấy cái con tướng màu màu đỏ là nó sẽ giảm vàng. Đó, ăn mấy con tướng food đó, người ta gọi là food nha anh em. Đó, mấy con đỏ đỏ gọi là food ha. Đó, ăn mấy này thì vàng ví dụ như ăn nhiêu đây thì 15.000 thì giảm còn 7.500. Đó. Thì nó sẽ đỡ hơn nhiều. Còn bây giờ cái event đó mình cũng đã để ý rồi, mình cũng nói cho những anh em nào chơi lâu rồi nhưng mà không để ý cái event này. Thì tầm cỡ 9 giờ tối. Cái 9 giờ tối này thì nó sẽ mở cái event cho mình. Đó, 8 giờ là nó sẽ mở event nhân 2 vàng. Đó, chỉ hay nhân 2 vàng thôi nha anh em. Còn 9 giờ tối trở đi thì khi anh em ra cái giao diện này nè. Đó, nó có cái phần sự kiện màu đỏ ở trên cái góc, ở trên phần trăm level của anh em á. Đó. Thì cái sự kiện mấy ngày thường từ thứ hai cho tới thứ sáu. À, từ thứ hai tới thứ sáu thì nó chỉ mở cho mình thêm một cái nữa là nó tăng cho mình 1.5 cái tỷ lệ ra tướng food đó, với lại tỷ lệ ra đồ đó, ra vật phẩm khi anh em farm á. Đó, chỉ hai đó thôi. Còn mình theo dõi tầm 2 tuần nay thì thứ bảy và chủ nhật đó, thì nó sẽ mở cho em thêm một dòng nữa là giảm 50%, 50% úp tướng và ăn food đó nha anh em. Đó thì cái mẹo ở đây, cái đây dạng tướng của mình nè. Mình chỉ nâng S cho hai. Thì cái phiên bản này thì nó đã mở S luôn rồi nè anh em. Đó. Thì nhiều anh em cũng úp S rất là nhiều tướng, những con tướng chính của mình rồi, nhưng mà không, mình chỉ úp hai con tướng này thôi, bởi vì hai con tướng này là để trụ để trụ mấy cái hạng anh em, để trụ hạng đơn với lại hạng 33 đó, đó cướp đẹp được các thứ. Thì úp hai con này thôi, úp hai con này lên S thôi. Đó, còn những con này thì mình đã dành. Hôm nay thứ sáu rồi thì cuối tuần thứ bảy và chủ nhật là mình để ý là nó sẽ mở 2 ngày đó, nó sẽ giảm 50% vàng, anh em úp rất là tiết kiệm ha.
Và khi up S thì cái số vàng mình bỏ ra là tới 815.000 vàng. Đó, những anh em nào ít vàng thì có thể tham khảo ha. Đó, khi anh em up S đây, ví dụ như con hàng trung này đang A6 rồi, nếu mà mình nâng cấp thì mình sẽ tốn cho 815 vàng. 815.000 vàng. Đó, còn khi mà event thì mình giảm 50% thì mình tốn cỡ có 400 400 mấy ngàn thôi anh em. Đó, rất là lợi ha. 400 mấy ngàn không phải là con số nhỏ đâu anh em, tại anh em úp một lần rất là nhiều mà. Thì trong thời gian này, trong thời gian những ngày thường thì canh 9 giờ anh em ráng farm các cái vật phẩm á, nó nhân cái tỷ lệ lên thì anh em tích vật phẩm đi. Đây là tích vật phẩm là mình cũng đang ngày nào mình cũng farm mà tích vật phẩm là nguyên liệu nè, đó. Chờ tới cái event mà nó giảm vàng thì anh em cứ bung thôi, bung ra thôi. Đây nguyên liệu của mình đây. Đó, nhiều anh em cũng biết cái cây này rồi ha. 25 là mới úp được S1. Đây cái hôm nay thì ngày mai mình sẽ úp triệu vân lên S1, bây giờ là úp lên S rồi. Trời ơi, úp S1 là giảm tới nó mất tới 1.170.000 vàng. Ôi trời. Thốn vàng kinh khủng. Đó thì bây giờ mình đã đủ hết đồ này, chỉ thiếu cái cây này thôi. Đó, tối nay đi quét vô xong với lại ngày mai đó là đủ rồi. Dư luôn rồi. Mai hy vọng nó sẽ mở cái event mà giảm 50% vàng để chúng ta ép. Chứ mà cái số lượng vàng mà để up lên nâng cấp tướng như thế này thì nó so với nhiều anh em thì không sao, nhưng mà so với những anh em nào mà thiếu vàng á thì cái con số này quá cao. Như mình cũng nói chung là vàng mình cũng cũng được thôi. Nhưng mà mình thấy cái con số này nó quá cao đi. Đó, bởi vậy nên là những anh em nào thiếu vàng thì có thể mà canh cái event ha. Đó, ngày như là ngày mai nè, nay thứ sáu, canh cái event ngày thứ bảy và chủ nhật thì anh em để ý tầm 9 giờ tới 12 giờ đêm là 21 giờ tới tới 00 giờ là qua ngày hôm sau anh em. Đó thì trong vòng 3 tiếng đó anh em có thể up up ha. Up là nó sẽ giảm 50% cái số tiền này. Đó, đó là mẹo để up nha. Còn những anh em nào mà không kềm lòng nổi đã up nguyên một vàng tầm cỡ 10 con S thì tiền anh em chắc cũng rụng rời luôn rồi. Đó, bây giờ up S là đã thấy 800 mấy ngàn rồi nè. Đó, như mình để ngày mai nó giảm 50% nè, nhưng mà mình chịu thọt vài hôm để mình tiết kiệm vàng. Nhưng mà mình cũng không thọt lắm đâu, mình thấy A cộng 6 với S thì nó khác biệt tầm một xíu. Đó, bởi vậy mình mới up chịu cắn răng chịu đựng up hai con này trước để mà đi những cái hoạt động đó. Còn những con nào mà cần lên S đây, ví dụ như con điêu thuyền thì mình sẽ lên S nè, đó. Rồi gia cát lượng này, hoàng trung nè, đó. Những con nào mà mình đi các hoạt động thì mình sẽ lên S trước. Nó ví dụ như thứ bảy và chủ nhật nha anh em, chỉ có 2 ngày đó thôi. Đó, bây giờ event nó chạy vậy đó, anh em chú ý ha. Mình hy vọng thì là ngày mai và ngày mốt nó sẽ mở event theo đúng như lời mình nói và những cái hoạt động mà mình đã theo dõi, hoạt động event đã theo dõi. Rồi nói cho những anh em nạp ngày biết luôn thì nạp 10 ngàn anh em. Đó thì bây giờ nó cũng chưa có mở event luôn nè. Từ khi update tới giờ gần cả tuần rồi chưa mở event luôn, lúa của mình thì cũng gần cạn kiệt rồi. Lúa của mình gần cạn kiệt rồi anh em ơi. Còn có 25.000 à. Trời ơi. 25.000 sao mà đủ úp nhà chính đây. Đó thì mình mong là tầm ngày ngày mai hoặc là ngày mốt là nó sẽ mở event nạp cho mình, chứ bây giờ hết hết vàng hết lúa chịu hết nổi rồi. Rồi rảnh rỗi vào đánh cái con đánh hợp công luôn em. Đó, anh em tham gia cái liên minh đó, thì nó sẽ mở ra tướng cho anh em. Đó, anh em đánh đánh những cái boss liên minh này thì nó sẽ cho anh em cho điểm liên minh. Đó, cho điểm liên minh để cho liên minh mình mở cái giò này anh em. Đó, hai cái giò này nè, anh em nói cho anh em những anh em nào chưa biết cái giò này là gì thì cái này là cái mảnh của chiến chiến lệnh nha anh em. Đó, anh em có thể giò ha. Đây là giò vàng nè, đây là giò chiến lệnh nè. Đó, mình giò được 93 mảnh, 20 mảnh là được một bình chiến lệnh ha. Anh em cứ ngày nào cũng giò đi, không có mất nhiều thời gian đâu. Cứ bấm vào giò là nó sẽ chạy thôi à. Rồi rảnh vào đập cái ải ác mộng này luôn. Trời, cái con
cái chế độ mà boss khó này á, đánh không nổi rồi, nó mở thêm cái ác mộng nữa. Anh em coi cái dạng tướng của mình nó đánh như thế nào ha. Đó, team của mình là chỉ là team nông dân thôi, cũng những cái con tướng hot như là Lữ Bố hay là Lã Linh Khởi hay là Hạ Hậu Đôn này vẫn chưa có luôn đó, nên đi uy quan và cái đi uy quan và cái hoạt động mà cũng hạng cũng không có cao lắm. Mở cho anh em coi cái tỷ võ của mình luôn. Tỷ võ thì mình lấy hạng trên 50 thôi anh em ơi, trụ hạng trên 50 thôi. Đó, còn thao trường thì trụ hạng từ 50 cho tới 100. Đó, chỉ vậy thôi, còn những ông khác khủng quá đã chơi không lại. Anh em coi lực chiến của tụi nó rồi cao quá xá luôn, đánh không lại. Và vào đánh hợp công ác mộng cho anh em xem cái con gì? Cái con tơ bot này nó kinh khủng lắm anh em ơi. Nó đột tử cái con tướng của mình hồi nào không hay luôn á. Rồi đổng chét, đổng đổng đại hiệp được. Rồi dứt. Đó, sau thì mình cũng sẽ chịu khó làm về cái game này nhiều hơn. Và mình up vào group những anh em nào mới chơi hoặc là chưa chưa có hiểu về vấn đề gì thì hãy comment bên dưới ha. Đó, mình sẽ giải đáp thắc mắc của anh em nha. Thì trên YouTube thì mình thấy cũng chưa có anh em nào, úi chút trời ơi, chưa có anh em nào, ít những anh em nào làm về cái game này mà hướng dẫn á, nên thôi mình rảnh mình cũng hướng dẫn cho anh em luôn. Đó, thì mình biết cái gì thì mình cũng hướng dẫn thôi. Nên anh em đừng có chê. Mình tướng nít này thì cũng hơi gà thôi, cũng không gọi là mạnh lắm. Nói chung là vừa đủ chơi thôi anh em ơi. Rồi anh em thấy cái con ác mộng này đánh hoài mà không rớt máu nổi. Thả thả dây các lượng ra để trụ con Trương Phi lại một xíu. Đó, chứ mà nó đập Trương Phi muốn há mỏ luôn anh em. Đó, lý do mình chọn Trương Phi là sao? Là vì khi vào mấy con tướng này rất là mạnh, khi vào mình chọn tầm Lữ Bố. Lữ Bố là vô là con Trương Phi đó, là cái con boss này nó quạt cái là Lữ Bố đi bụi luôn anh em. Còn con Trương Phi này á, Trương Phi này á thì nó có cái nội tại là khi phần trăm máu mình thấp thì nó sẽ có cái lớp bảo vệ vô địch đó anh em, trong 5 giây á, nên tránh tình trạng đột tử mà đam nó lại còn tăng nữa đó, nên mình chọn con này để mà kéo đam càng lâu càng tốt. Đó, anh em thấy cái team gọi là gì đây? Rồi đây là team nông dân nè anh em. Đó, khi mà up lên cao á, gì Triệu Vân như một vị thần. Đó, thấy anh em trâu không? Ác mộng. Ác mộng mà nó trụ hết tới cuối luôn nè anh em. Đó, mình chỉ được cái team này thôi, còn còn những team khác anh em thấy tí hồi nữa mình sẽ đánh chật vật luôn nè. Rồi 4 giây hết rồi. Rồi chơi đừng chiêu nữa. 4 triệu đam. 4 triệu đam là cũng là con số lớn đối với cái ác mộng này rồi đó anh em. Đó là team nông dân ha. Đó, xong cái team này thì đây. Mình sẽ chọn những những con tướng nào có sức chống chịu cực cao đó để mà vô mà chống tụ lại cái con quỷ tướng này. Đó, hết rồi anh em. Cái team nông dân của mình là trụ được nhiều hơn thôi, còn mà team thứ hai này trụ gần gần hết đó, gần hết đánh ải khó thì nó trụ được hết, chứ ải ác mộng này kinh khủng quá, đam khá to. Nó mới vô là búp cái tân út là búp cái inti để mà né đam tụi nó trước, không là sắp mặt rồi, không là đổng đại hiệp gõ cái là sắp mặt thôi chứ chạy được nào nổi. Đấy, gần hết máu, có thả điêu thuyền này nha anh em. Đó, Trương Phi trợ công cũng đã ra rồi. Đó, búp máu chạy luôn. Rồi thả Tân Úc ra, thả Tân Úc ra búp vô địch. Đó, đó. Nói chung là anh em cứ nhay được bao nhiêu thì anh em nhay ha. Rồi thả điêu thuyền là búp máu đi cho anh Trương Phi ở chủ yếu là anh Trương Phi mà. Rồi chết luôn. Anh em thấy không, mẹ nó chạm con Trương Phi kia chết luôn rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi.
Đó, đúng động đại hiệp chạm Trương Phi kia chưa kịp nhảy nội tại luôn. Rồi kệ mình cho nó hy sinh luôn đi anh em ơi. Chứ giờ hết hết cái lượt đổi rồi. Đổi qua liền. Không biết có trụ nổi được hết thời gian không nữa. Ồ ôi cái con Trương Phi của mình không biết nó có nhảy nội tại chưa nữa, thấy nãy rớt máu quá. Đổi qua luôn. Rồi bây giờ mình thả vàng luôn em ơi. Đó, ôi cha nhảy nội tại rồi, ok. 30 giây cũng được. Rồi, tiếp theo là chết con này là con tướng Út nhảy ra. Ok, trụ được tới còn mười mấy giây sau cuối cùng. Đó, chưởng đường cái nữa chết cũng được. Được 3 triệu đam không? Ồ, 2 triệu 490. Đó, anh em thấy những boss ác mộng này ghê không? Đối với những anh em nào mà yếu thì thấy ghê, còn những anh em nào mạnh thì thấy nó bình thường rồi đúng không? Như mình là mình thấy nó quá là ghê đi. Giờ chơi tướng gì để mà trụ đây? Trụ thương. Trụ thương này có cái gì kim cang bất hoại nó hơi bị ghê luôn nha anh em. Chu thương rồi Chu du đi ha, kéo kéo máu boss đó, rồi hứa chữ luôn. Đó để mà mình stun cho cái con trợ công của mình đánh thôi, chứ kéo được bao nhiêu thời gian thì kéo thôi, nói chung là ngày nào anh em cũng phải đánh. Ở, cái kim cang bức hoại lên. Con này đam mình thấy nó bé tẹo anh em ơi, đúng tướng một sao luôn bà mẹ nó. Nuôi con này mình thấy hối hận. Nuôi con này mình thấy hối hận vãi lìn luôn. Trời ơi. Nó gõ chết chu du luôn má nó. Rồi thả thả hứa chữ ra anh em để xì tôn cho đánh. Cái tôn này mình hy vọng là trụ được tới 1 phút thôi. Chứ hết tiêu tướng búp máu rồi. Đây cái chiêu này là chiêu trụ đây. Đó kim cang bất hoại là trụ á. Đó 3 giây 2 giây 1 giây. Đổi tướng. Nó mạnh quá anh em ơi. Con boss này mạnh quá. Trời ơi. Mình đổi không kịp là chỉ có xác định chết luôn thôi anh em ơi. Đó tao nhay với mày luôn. Rồi anh em thấy nó chặt thấy chán không? Ờ, chơi chiêu thì cũng có mấy trăm mấy ngàn đam mà đánh này chắc được 1 triệu 1,3 triệu không. Rồi đó là những cái mẹo những cái mẹo mà mình hướng dẫn những anh em nào mới chơi và những anh em nào chưa biết về những cái event nó ra những ngày nào đó, và những cái thắc mắc của anh em nào thì anh em có thể comment bên dưới thì mình có thể xem và trả lời cho những anh em nào mới chơi và chưa hiểu những cái gì thì hãy để lại comment bên dưới ha. Rồi nên thì nếu thấy hay thì hãy like, share và theo dõi kênh của mình nha. Đó để ủng hộ mình để mình ra được nhiều những cái video mới về cái tựa game này, những anh em nào thích cái tựa game Tam Quốc này. Rồi cảm ơn rất nhiều nha.